Kinh thành Huế là quần thể di tích cung đình còn nguyên vẹn nhất ở Việt Nam, được xây dựng dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng, tọa lạc ở phía bắc sông Hương. Di tích này đã trải qua hơn 200 năm tuổi, với khoảng 140 công trình được xây dựng công phu, bề thế. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật của cung điện uy nghi, đền đài lộng lẫy trong không gian trầm mặc cổ kính. Kinh thành Huế, tổng thể kiến trúc của cố đô Huế, được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 hecta và được giới hạn bởi ba vòng thành theo thứ tự ngoài lớn trong nhỏ, gồm Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Toàn cảnh đại nội kinh thành Huế lồng vào nhau và được bố trí đăng đối trên một trục xuyên suốt từ mặt nam ra mặt bắc. Kinh thành hình vuông có chu vi 10 km, gồm 10 cổng chính và một cổng phụ thông với trấn Bình Đại, gọi là Thái Bình Môn. Xung quanh và ngay trên thành có 24 pháo đài phòng thủ. Ngoài ra, bên ngoài vòng thành còn có một hệ thống kênh hào bao bọc. Hoàng thành nằm ở khoảng giữa kinh thành, là nơi thờ tự các vua chúa đã quá cố. Hoàng thành có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600 m, xây bằng gạch, cao 4 m, dày 1 m. Xung quanh có hào bảo vệ, có 4 cửa để ra vào. Còn Tử Cấm thành là vòng thành nằm trong hoàng thành, ngay sau lưng điện Thái Hòa. Khu vực này chỉ dành riêng cho vua và gia đình vua. Thành phố Huế với sông Hương, núi Ngự và các cung điện lâu đài, lăng tẩm, đền, miếu, chùa chiền đã có hàng mấy trăm năm lịch sử. Nơi đây đang được cộng đồng trong và ngoài nước gìn giữ tôn tạo nhằm giữ cho kiến trúc cố đô Huế mãi mãi là di sản văn hóa của nhân loại.